Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ một món, đó là món cá rô kho khô tiêu. Nguyên liệu để làm món này thì gồm có 5 con cá rô khoảng 700g, tiêu đen khoảng 10g, hành sấy khoảng 5g, kèm theo đó nữa là gia vị. Cá rô sau khi mua về, bạn cho vào nước muối pha loãng, bạn rửa, chà rửa cho kỹ, cạo sạch dẫy. Cá rô mua ở ngoài chợ là người ta đã mần sẵn rồi. Khi đem về mình phải cạo rửa cho nó kỹ, cạo sạch tẩy và chà sạch nhớt của cá rô. Sau đó để cho cá rô thật là ráo nước. Cá sau khi rửa sạch rồi mình cho vào nồi, nêm đường vào khoảng 1 muỗng đường, 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng bột ngọt, nửa muỗng cà phê muối, chút xíu nước màu, thêm vào chút xíu vào khoảng 1 muỗng cà phê dầu hào, dùng đũa đảo đều lên cho cá thấm gia vị. Nó khoảng 15 đến 20 phút thì mình sẽ đem khơi và để cho cá thấm. Tiêu đen á mình xay nhuyễn. Cá của mình á sau khi mà đã ướp xong rồi á, trước khi mình đem kho, mình dùng đũa trở đều cho cá nó thấm, sau đó bắt lên bếp bật lửa lên kho. Khi mà cá của mình sôi lên á, mình nó nhẹ nhàng trở. Rồi sau đó mình chế nước vào. Cho nước nó vừa ngập mặt cá luôn. Rồi bây giờ chỉnh lửa riu riu đến khi nào mà cá của mình nó cạn, nó sạch xuống. Cho nó thấm gia vị bên trong con cá. Đợi sau khi cá sôi, có bọt có mình vớt sạch bọt. Sau đó nêm nếm lại cho vừa ăn. Nêm nếm thì các bạn nêm nếm theo khẩu vị của gia đình mình nha. Tiếp đến bạn cho một muỗng canh dầu ăn vào. Cho dầu ăn như vậy giúp cho cá của mình kho xong nó sẽ béo hơn, ngon hơn. Sau đó để lửa riu riu cho cá sần sệt lại. Sau khi cá đã sền sệt kẹo lại rồi, mình trở mặt kia của con cá, nhẹ nhàng trở cho cá thấm đều hai mặt. Mình vẫn tiếp tục để lửa riu riu nha, kho cho cao cho nước cá thấm vào, giúp cho cá sắc hơn, ngon hơn, đậm đà hơn. Tiếp đến, bạn cho tiêu đen vào. Tiêu đen giúp cho cái nồi cá kho của mình thêm ngon hơn, đậm đà hơn. Một chút tiêu đen sẽ làm cho cá nó dậy mùi hơn. Cuối cùng là mình cho hành sấy vào. Vậy là mình đã kho xong món cá rô kho khô tiêu nha. Khi nước đã sền sệt rồi mình tắt lửa. Vậy là mình đã chia sẻ xong món cá rô kho khô tiêu. Món này ăn với cơm, chấm với rau luộc rất là ngon nha. Cá rô kho khô tiêu thịt cá rô mềm ngọt, hòa quyện với nước cá kho đậm đà hấp dẫn. Một chút tiêu đen sẽ làm thơm hơn, đậm đà hơn, sẽ làm cho món cá rô của mình nó thêm ngon hơn nha các bạn. Cá rô kho khô tiêu các bạn có thể ăn với cơm nóng nè, ăn với cháo trắng cũng rất là ngon. Thịt cá rô rất là mềm.
Nhìn thịt đó bạn thấy không, rất là mềm ngọt, nhìn rất là trắng, nhìn rất là hấp dẫn. Và cảm ơn các bạn đã xem video, hy vọng những chia sẻ của mình sẽ giúp ích cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào các bạn.